trong cuộc sống hiện đại, khi những tấm nệm êm ái dần thay thế, liệu ai còn nhớ đến cảm giác mát lạnh của tấm chiếu lát với những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau? Tại làng Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nơi có vựa chiếu to hơn 100 năm tuổi, vẫn đang ngày ngày gìn giữ và phát triển nét văn hóa đặc sắc ấy. Nghề dệt chiếu dù trải qua nhiều đổi thay, nhưng chung quy lại vẫn giữ được nét giá trị vốn có của nó. Để dệt được tấm chiếu, phải trải qua nhiều giai đoạn công phu. Từ mua lát, chọn lựa lát phù hợp với mục đích sử dụng, phơi lát, tiến hành nhuộm lát. Lát sau khi nhuộm được đem phơi khô một lần nữa để tiến hành dệt chiếu. Ban đầu, dụng cụ dệt chiếu còn rất thô sơ, thiếu nguyên liệu và chưa có màu nhuộm sặc sỡ. Khi dệt tay, cần hai người mới điều khiển được khung dệt và chỉ có thể tạo ra những loại chiếu đơn giản. Phương pháp dệt chiếu truyền thống này không mang lại năng suất cao. Ngay cả những người thợ dệt tay lành nghề cũng chỉ có thể dệt từ 8 đến 10 chiếc chiếu mỗi ngày. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, nghề dệt chiếu đã đổi mới đáng kể. Máy dệt chiếu đã trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi và hiệu quả, dần thay thế khung dệt truyền thống. Ở các làng như Định Yên, Định An, nhiều nhà đã trang bị máy dệt. Trung bình mỗi ngày, một thợ dệt máy có thể sản xuất từ 10 đến 20 chiếc chiếu, tùy vào độ dày của chiếu và tay nghề của thợ. Dệt thì nó có nhiều công đoạn dữ lắm. Nếu mà kể thì nó không có kể thì xiết được, nhưng mà một chiếc chiếu thì trung bình là người nào mà dệt lẻ thì chiếu loại chiếu thường đó, thì nó mất 45 phút một chiếc là ra một chiếc chiếu đó. Còn nếu mà chiếu mình lệch dệt dày thì một tiếng. Cái công đoạn khó nhất đó là làm ra thành phẩm chiếc chiếu. Là đòi hỏi cái tiến trình của người nghệ nhân dệt chiếu đó là phải tay chân là phải tay phải là nhanh nhẹn để mà bắt kịp cọng lát thì để theo cái tiến trình của máy chạy, thì như vậy thì chiếu nó mới đều là chiếu cũng làm ra nó đẹp. Với còn nếu mà mình dệt mình cùi không kịp đó rồi bỏ nhiệt máy chạy mà mình không có cùi cọng lát vô được đó là chiếu nó sẽ bị thưa. Cái sản phẩm chiếu nó không có đều, nó đẹp luôn. Từ dệt thủ công qua dệt máy thì trình độ mình cũng có lợi nhuận chiếu thủ công, nhưng mà cái về cái truyền thống mà theo cái truyền thống văn hóa thì mở đầu khai là dệt bằng tay thì nó là cái truyền thống của ông cha ta để lại, nó cũng không có mà loại bỏ được cái khai mở từ đầu tiên ở trên đó. Cái thời cuộc bây giờ cái nền dịch chiếu này nó cũng hay bị xuống dốc. Mong muốn có người dịch chiếu ở đây thì cũng mong được cho cái ngành nghề dịch chiếu truyền thống này được phát triển thêm lên và được bền vững, và cho người dân là nghề dịch chiếu ở đây có chơi ngơi và có việc làm ổn định mà có thu nhập để mà chắc là nghề đây được mà an cư lạc nghiệp. Dưới bàn tay tài hoa của người thợ lành nghề, từng chiếc chiếu được dệt nên từ những sợi lát mỏng manh, chứa đựng bao nhiêu tình nghĩa. Trải qua bao thăng trầm, họ vẫn giữ được lửa nghề, không ngừng sáng tạo để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu đáng trân trọng.